Xin chào các bạn. Hôm nay Xuyến Chi sẽ trao đổi với các bạn một chủ đề rất là thú vị trong việc trồng lan. Đó là tưới lan như thế nào là đủ, là phù hợp. Ngay từ những cái ngày đầu mới chơi lan thì mình được các anh chị đi trước chia sẻ là đừng tưới nhiều quá mà cây lan sẽ chết. Và một cái nguyên tắc mà ai chơi lan cũng hiểu, đó là lan ưa ẩm nhưng không được ướt. Nhưng vấn đề là tưới như thế nào là đủ thì ít người chia sẻ. Tưới ít nhưng ít như thế nào là đủ, tưới nhiều, nhiều như thế nào là thừa thì không phải ai cũng nói ra. Và một cái ngày mình lên mạng, mình tham khảo các cái thông tin trong việc trồng lan thì bắt gặp một chia sẻ của một bạn. Bạn ấy chia sẻ rất là chân tình về cái việc tưới lan. Cũng nói về việc tưới lan là tại sao có những người than phiền là ngày tưới mấy lần mà cây lan vẫn khô, vẫn không đủ nước. Đấy. Thì mình có áp dụng theo cái chia sẻ của bạn đó. Trong những năm gần đây thì cây lan của mình phát triển rất là tốt. Mình thấy cây rất là khỏe. Cây đơn thân thì rất ít khi rụng lá chân. Ví dụ như các bạn nhìn thấy cây này, mặc dù là ghép trên cái giá thể là đồ gốm, nhưng mà cây lan không bị rụng lá chân. Mà cái mùa đông ở miền Bắc thì các bạn biết rồi, khí hậu rất là hanh khô. Mà đai châu rồi là tam bảo sắc rồi trồn, những cái dòng lan đơn thân rất hay bị rụng lá chân. Nhưng khi mình áp dụng cái cách tưới của bạn đó thì cây lan của mình rất là ổn. Mình có những cái giò tam bảo sắc mà lá vẫn giữ nguyên từ đầu ngày đầu mới mua và không rụng cái lá chân nào cả. Sau đây mình sẽ chia sẻ với các bạn hình ảnh hai cái cây lan cùng ghép một ngày, cùng mua một ngày, cùng ghép lên một loại giá thể nhưng có chế độ tưới khác nhau. Thì mình thấy là cái sự phát triển nó cũng khác nhau rất là rõ rệt. Cái cây lan ở trên là mình để nó ra ngoài cái ô tre và nó được hưởng nước theo chế độ tưới trong vườn. Đó là một ngày mình tưới 2 lần vào 7 giờ sáng, 8 giờ sáng. Mỗi lần phun sương đậm hoặc là phun hạt mưa nhỏ trong vòng 5 phút. Thì các cái lá lan rất là cứng cáp, hầu như không bị ảnh hưởng gì. Mặc dù là rễ lan thì từ ngày hôm ghép đến bây giờ mình không nhớ là bao lâu, nhưng mà rễ nó được khoảng 4-5 cái đầu rễ như thế này. Trong quá trình ghép thì mình có lót một ít dớn chi lê vào cái gốc của cây lan để nó giữ ẩm. Cái cây lan thứ hai cũng ghép như vậy, cũng có rêu lót, cũng ghép ngay cạnh đó thôi. Nhưng mà cái phần này là mình cho nó vào trong cái ô tre, tức là nó không được hưởng một chút nước nào từ cái việc tưới của dàn, mà hoàn toàn là do mình tưới tay. Một ngày mình có thể tưới 2 lần, 3 lần. Nói chung là lúc nào lên vườn mình cũng có thể tưới. Nhưng các bạn thấy là cái lá lan nó nhăn nheo hết rồi này. Nó nhăn nheo hết rồi. Và nó rất là mềm. Nó không được cứng khỏe như cái cây ở trên. Chỉ cách nó khoảng 30cm. Nên cái này cũng không phải là do tiểu khí hậu nữa, mà là do chế độ tưới. Cũng ghép mà cũng lót dớn vào dọc cái thân lan trong quá trình ghép. Thì khi mình tưới thì nước nó cũng giữ lại được ở đây lâu hơn một chút. Cái bộ rễ thì cũng tương đối như là cái cây ở trên thôi, chứ nó cũng không quá là kém. Thì khi mình tưới phun sương trong vòng 5 phút một lần đó, thì nước nó cứ ngấm dần vào cây lan, vào lá lan, vào rễ lan và vào cả cái phần gỗ lan này, gỗ để ghép lan này. Thì đương nhiên là cái độ ẩm nó sẽ được giữ lâu hơn khi mà mình dùng tay mình tưới. Mình tưới thì nó cũng chỉ trôi tuột đi thôi.
mình sẽ thực nghiệm tưới bằng tay, bằng cái bình phun xịt, để các bạn quan sát. Và khi tưới đối với lan đơn thân thì làm sao để cái rễ lan phải tưới đủ lâu để cái rễ lan nó ngậm đủ nước. Bây giờ ví dụ như với cái cây lan này của mình, đây là những cái rễ cũ, đây là cái rễ mới ra. Mình sẽ xịt để các bạn cảm nhận là để nước mà đủ thấm vào một cái rễ lan này mà chúng ta tưới bằng tay thì nó sẽ tốn thời gian như thế nào. Với cái rễ cũ thì nó có những cái điểm rách, điểm xước, rồi là điểm dập, nên là nó ngấm nước rất nhanh. Nhưng với cái đầu rễ mới, kể cả những cái rễ nhỏ, mình phụt rất lâu nhưng mà cũng chưa biết bao giờ là nó sẽ ngấm đủ nước đây. Đặc biệt là cái rễ to ở phía trong. Cây lan này là tối hôm qua mình đã tưới một lần trước khi đi ngủ. Các bạn thấy là cái tốc độ mà để rễ lan ngấm đủ nước khá là lâu. Ví dụ như cái cây lan trên này, các bạn nhìn là cái đoạn rễ mà được nằm trong cái phần dớn chi lê mà mình cài vào ấy, thì từ tối hôm qua đến bây giờ cái dớn nó vẫn giữ ẩm cho cái rễ này. Còn cái đoạn rễ ở phía ngoài là tưới xong lúc đó là nó khô luôn. Và nếu mà chúng ta xịt tay mà cứ xịt như thế này thì chắc là các bạn cũng phải sái tay khi tưới xong một cái cây lan. Các bạn nhìn thấy hai cái phần rễ nó khác biệt nhau rất là rõ ràng. Phần này được giữ ẩm từ đêm qua đến bây giờ thì phun cái là nó xanh thẫm luôn. Còn cái phần này nó vẫn trắng, tức là nó chưa ngấm đủ nước. Vậy thì các bạn hình dung xem là nếu mà chúng ta tưới tay thì chúng ta cứ xịt thế này đến bao giờ ạ? Hoặc kể cả cầm vòi để tưới, rất tốn nước mà cây lan vẫn không đủ ẩm. Sau đây mình sẽ kiểm nghiệm cái việc tưới lan bằng vòi nước cầm tay. Cái chậu lan này của mình thì ở dưới là mình trồng lót vỏ thông rừng cỡ to. Ở trên thì mình dùng vỏ thông Ochita cỡ vừa. Và ở đây là mình có đặt một cái bọc, trong này là dớn chi lê và có lót một chút phân hữu cơ, phân tan chậm. Khi chúng ta tưới bằng vòi cầm tay thì ở đây là mình không muốn bật cái chế độ xòe bởi vì nó sẽ bắn. Thì chúng ta hình dung là nước nó chảy qua chậu rất nhanh và tốn rất nhiều nước. Nhưng có những cái phần giá thể vẫn khô. Tưới khắp cả mặt chậu rồi nhưng có những phần giá thể vẫn khô. Và với cái vỏ thông Việt thì cái việc tưới nước mà tráng qua như thế này thì không ăn thua gì, không đủ để nó ngấm vào trong cái lõi thông đâu các bạn ạ. Và chỉ một khoảng thời gian rất ngắn là nó sẽ lại khô ngay. Các bạn nhìn, nước trôi tuồn tuột rất là lâu như vậy nhưng mà vẫn có những phần vỏ thông bị khô. Và những cái vỏ thông ướt này thì nó cũng chỉ là tráng qua nước thôi. Nếu như với cái vỏ thông cứng thì nó cũng không giữ được nước lâu đâu. Mà cái giữ ẩm của mình ở cái chậu lan này chính là cái phần vỏ thông Ochita này. Và cái bọc dớn mà mình đặt ở đây. Còn cái phần cái vỏ thông ở dưới này là chỉ để cho thoáng chậu thôi. Nên là mình không bao giờ
từ cái ngày mà nhận ra cái việc phật tầm quan trọng của cái giá thể thì mình không bao giờ mình trồng với hoàn toàn vỏ thơm rừng cả. Còn đây là cái một chậu nữa. Mình cũng tưới với cách như vậy. Và đây là cái vỏ thơm Oshita. Và mình có lót một chút vớn. Thì các bạn thấy là cái giá thể nó lúc nào nó cũng ẩm ướt. Và cái việc tưới bằng vòi mà tưới để mà đủ ướt cho một đủ giữ ẩm cho chậu lan trong cả một ngày là sẽ tốn kém khá nhiều nước và nhiều công sức đó các bạn ạ. Còn chủ đề giá thể thì mình sẽ hẹn với các bạn ở video tiếp theo. Hôm nay mình chỉ nói về việc tưới nước thôi. Với những bạn mà chơi số lượng ít, 5 chậu, 10 chậu hoặc là tầm 20 chậu thì các bạn có thể ngâm trực tiếp cái chậu lan này vào trong chậu nước, ngâm khoảng 30 phút. Nhưng mà với số lượng khoảng độ 20 chậu mà cứ vài ngày lại ngâm một lần như thế này thì cũng khá là vất vả đấy các bạn ạ. Và với những người chơi nhiều thì không thể thực hiện theo cách này được. Thứ nhất là nó mất thời gian, nó kích dích và nó cũng dễ lây bệnh giữa cây này cây kia. Đúng rồi, mà muốn ngâm từng chậu, mỗi chậu một cái chậu nước khác nhau, mỗi cái giò lan với một chậu nước khác nhau thì nó lại còn tốn kém nhiều thứ liên quan nữa cơ. Đúng rồi, vì là nhiều giá thể và nhiều loại lan khác nhau mà lại dùng chung một chậu, khi mà mình pha phân thuốc cũng là một vấn đề đúng không? Đây là những cái hình ảnh các cái giò lan mà ở trong vườn nhà mình được tưới từ 5 giờ sáng và đến bây giờ là gần 11 giờ thì các bạn thấy là cái giá thể gỗ nó vẫn ẩm. Nó vẫn được ẩm. Rễ lan vẫn còn đang còn nước, vẫn còn đang ngậm nước. Những cái rễ mà màu xanh sẫm này. Còn những cái ở phía ngoài này là nó bắt đầu đang trắng dần, tức là nó đang khô nước dần. Đây là một cái giò kiếm ghép gỗ mình treo ở trên giàn và cũng được tưới từ 5 giờ sáng. Sau 4-5 tiếng thì cái giá thể dù là gỗ lũa rất là cứng chắc nhưng mà nó vẫn còn ẩm ướt. Và cái bộ rễ kiếm này thì nó vẫn đang ngậm nước. Chúng ta nhìn thấy cái màu vàng sẫm và nó vẫn còn cảm giác có nước ở trong rễ đó. Mặc dù là ghép gỗ và không lót một tí rêu dớn nào, nhưng mà bộ rễ rất là đẹp. Và cây cũng đang phát triển dần đẹp hơn so với cái cây gốc ban đầu. Còn đây là một cái chậu lan thanh đạm Indo. Mình được anh Tuấn cho một nhánh từ cái ngày mới chơi. Anh ấy nói là cây lan này là ở đảo Bali của Indonesia. Đến nay thì ở vườn mình thì nó chưa ra hoa lần nào. Nhưng mà mình trồng trong một cái chậu dớn với một cái độ ẩm lý tưởng trong giàn. Thì bây giờ các bạn nhìn là cái nhìn cái chậu thôi còn có khi còn đẹp hơn cả cây lan đấy ạ. Rêu lên rất là đẹp. Giống tổ quạ đang mọc. Giống tổ quạ này nó còn nhỏ nên là nhìn nó như là trang điểm thêm cho cái chậu lan này. Nếu nó lớn quá thì chúng ta có thể vặt đi, không sao cả. Rồi là có cả cây me chua.
Đây, bộ rễ của lan đây. Cũng rất là khỏe, rất là đẹp. Đây là một cái giò hồ điệp mà hoa đỏ. Rất là đẹp. Mình cũng ghép lên lũa. Và thường hồ điệp là cái loại mà ưa ẩm nhiều đấy. Thì cái ngày mới ghép nó cũng cũng hơi treo lên giàn là nó cũng hơi bị khô và rụng mất một vài cái lá. Nhưng mà sau đó thì bây giờ nó phát triển ổn định rồi. Cái gỗ vẫn còn rất là ẩm và rêu còn đang bắt đầu lên. Sau này mà nó có hoa thì là hứa hẹn một cái tác phẩm đẹp. Đây là cái chậu mình ghép đai châu. Dùng vỏ thông rừng cỡ to của Việt Nam. Thì cũng sau cái khoảng thời gian tưới 4-5 tiếng thì các bạn nhìn là cái rễ của nó vẫn còn đang ngậm nước. Rễ vẫn đang ngậm nước. Và cái giá thể thì vẫn đang ẩm ướt. Nên là lá đai châu cái này mình mua cây giống từ lúc nhỏ và nó cũng không bị rụng lá chân. Với những cái chậu hài trồng trên đá, ở đây là mình đục cái đá thấm thủy để làm chậu trồng lan hài. Thì các bạn thấy là cái độ ẩm của nó cũng lý tưởng để cho cái cục đá này có thể là phát triển phủ một cái lớp rêu rất là đẹp. Trong trường hợp mà nếu mà chúng ta cảm thấy là cái đá nó khô nhanh thì ở đây mình có đặt cục đá trên một cái khay nước. Để lúc nào nước nó cũng vận lên cái cục đá ẩm để giúp cho cái cây lan hài của bộ rễ của lan hài của chúng ta là có đủ nước. Còn với cái cục đá này thì mình cũng không cần phải để trên bởi vì cái cây lan nó còn quá nhỏ. Nên là mình cũng không cần phải để trên khay nước nhưng mà độ ẩm của nó cũng rất tốt và rêu cũng đang phát triển rồi. Như vậy là qua những cái hình ảnh mà các bạn được quan sát từ đầu video đến bây giờ thì chúng ta thấy là cái việc mà giữ ẩm để cho một giò lan phát triển bình thường và phát triển tốt là rất quan trọng. Vậy thì chúng ta tưới như thế nào là đủ? Thì bây giờ mình xin bật mí cái chia sẻ mà của một bạn mà mình bắt gặp trên Facebook mà rất tiếc là bây giờ mình không thể nhớ được tên bạn đó là gì. Đó là dù chúng ta tưới bằng dụng cụ nào, dù chúng ta trồng lan trên giá thể nào, ghép gỗ hay trồng chậu dớn hay là dùng vỏ thông Việt hay vỏ thông nhập ngoại, trồng đá hay là trồng lên kể cả những cái gốm sứ mà cảm giác rất là trơn tuột đó, thì chúng ta tưới làm sao để cái giò lan của chúng ta phải đủ ẩm trong 4 tiếng liên tục trong một ngày. Ở đây là dù tưới bằng cái cách nào nhá, các bạn có thể tưới tay tùy hoặc là dùng dàn phun tự động tùy. Nhưng mà cái chậu lan của các bạn phải đủ ẩm trong 4 tiếng liên tục trong một ngày. Nếu mà quá ướt thì cái rễ lan nó cũng ngộp. Mà quá khô thì nhất là những cái ngày mà nắng mùa hè hoặc là những cái buổi mùa đông mà gió hanh thì những cái bộ rễ của rễ rễ dạng kim của những cây lan rễ kim đấy là nó sẽ bị tóp lại. Còn nếu như mà chúng ta có thể dùng cách trồng bán thủy canh hoặc kể cả trồng thủy canh thì cũng chúng ta cũng cho cái cây lan nó làm quen dần dần với cái môi trường nước đó. Thực ra thì mình cũng đã từng trồng thủy canh
đặt nguyên cái chậu lan vào trong khay nước rồi, và bộ rễ nó phát triển nó còn bò ra cả khay nước và không ảnh hưởng gì cả. Nên là với mình thì cái việc giò lan khô quá mới là vấn đề, chứ giò lan mà hơi ướt một chút cũng không ảnh hưởng gì cả, nếu mà mình biết cách xử lý giá thể. Và khi tưới lan thì chúng ta có một cái lưu ý nữa, đó là các bạn có thể căn cứ vào cái độ ẩm ngoài trời trong cái vườn lan của mình. Nếu như từ 70% trở lên thì chúng ta có thể ngưng tưới được. Còn dưới 70% thì chúng ta nên tưới theo đúng cái nhu cầu cần thiết của cây lan trong vườn nhà mình. Và với mùa hè ở miền Bắc thì các bạn nên tưới vào sáng sớm hoặc chiều mát. Khi tưới buổi chiều thì chúng ta lưu ý là nước sau vòi bơm phải là nước đã mát rồi. Bởi vì cái chiều mùa hè nó rất là nắng nóng, nước trong téc mà vẫn nóng mà chúng ta tưới cho cây thì cũng rất là hại cây. Các bạn vẫn có thể tưới vào buổi trưa giữa mùa hè, nhưng với điều kiện là cái môi trường các bạn phải làm nó mát trước, sau đó chúng ta sẽ tưới cho cây. Và khi tưới cho cây lan thì chúng ta phải tưới thật đẫm nước, chứ không được tưới qua loa kiểu như là cơn mưa bóng mây thì cũng không tốt cho cây. Bởi vì cái khí hậu nóng ẩm rất dễ làm cây bị bệnh. Còn mùa đông thì chúng ta chỉ nên tưới khi nhiệt độ ngoài trời trên 13 độ C. Nếu như nhiệt độ dưới 13 độ C thì lạnh quá mà chúng ta tưới thêm cái nước lạnh cho lan thì lan dễ bị bỏng lạnh. Còn trên 13 độ C thì chúng ta có thể tưới bất kỳ khi nào ở trong ngày.